dê các bác nhá. Đấy, nhìn như giống cái xe tăng không? Máy xúc để kéo cái gầm máy xúc các bác nhá. Đấy, cả gầm và xích đây các bác thấy không? Không còn máy đâu, cái này máy này đã tháo ra rồi. Để kéo nhau nhá. Như kiểu trâu kéo trâu các bác. Đây là con PC450. Đấy, đang kéo nhau này. Dê các bác nhá. Đấy, nhìn như giống cái xe tăng không? Dê đi. Đây cái kiểu trâu kéo trâu nhỉ. Nè.
các bác nhìn thấy không? Hai máy kéo nhau nhá, gọi là một máy thôi, kéo cái gầm với cái hai cái chân, gọi là tôi gọi là hai cái chân nhá, hai cái giải xích với cả bệ của nó ấy. Gọi là hai cái chân đi. Đấy, còn thì từ phần thân kia trở lên đã tháo hết ra rồi. Đấy, đang kéo nhau. Các bạn nhìn thấy như kiểu trâu, có trâu to kéo có trâu nhỏ không? Có trâu kéo con nghé không? Đấy. Chỉ có ở Việt Nam có kiểu kéo cái này các bạn nhá. Độc nhất vô nhị. Đấy, chỉ có kênh của em mới có cái video này. Các bác xem thấy hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ video cho em nhá. Con tránh xa tao ra này, ra để dọn bãi, để lấy bãi chứa cái giải xích kia bác nhá. Đấy, để tạm em nó vào kia. Đợt tí nữa sẽ kéo con ghé con kia lên để khu vực kia các bác nhá. Tiếp tục kéo các bác nhá. Đấy, tiếp tục kéo.
Người ta đè vào cáp ấy. Kéo dây cáp đè vào cáp kìa. Kéo ra chưa đè đâu, kéo ra. Bây giờ là rẽ sang cái hướng này các bác nhá, để tập kết vào trong kia. Thì tí nữa các bác cùng chờ xem là anh ta sẽ đánh máy ra kiểu gì nhá. Đấy, dê kéo như là hai con trâu kéo nhau. Xe kéo xe các bác nhìn thấy nhiều rồi, đây là máy kéo máy. Mà không phải là kéo một cái máy nữa mà là kéo cái gầm, hai cái chân máy và cái gầm máy, bệ máy. Một con máy đã được tháo bung bét hết ra rồi, còn hai cái cẳng và cái xương chậu, gọi chúng là từ phần rốn của người trở xuống ấy. Các bác hình dung vậy cho dễ, gần giống như một con xe tăng. Tôi sẽ ra cận cảnh để quay cho các bác nhìn rõ hơn nhá.
như em xe tăng. Đến đây phải dùng một máy xúc nó hỗ trợ các bác nhá. Đấy, một em kéo một em đẩy. Đây, con 350 để đẩy nhá. À, con 450 cái kéo. Hai con hỗ trợ nhau. Xong nhá, để cho em ấy nằm tại kia, bác yên nghỉ đấy. Thế là một thời gian khá lâu rồi các bác nhá. Ok, chào các bác nhá, em kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo của em nhá.